Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, famous season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging. Bye bye bye. Trời ơi, chúng tôi hẹn nhau 10:30 và bây giờ đã là 10:52 rồi, nhưng mà chỉ có 4 con người thôi. À, chị Thương tới rồi. Thêm 2 người nữa, trong khi tới 12 người trên chuyến xe này. Tất cả là tại thằng Phong. Con Vân dặn 10 giờ là ok, 10:30 ok là Phong. 11 giờ xe bắt đầu chạy là mọi người sẽ nên lên 11 giờ. Mọi người xe bắt đầu chạy là 11 giờ mọi người cũng mới bắt đầu chạy. Giờ này Cam Thi còn nhắn em đang giữa đường. Em chưa tới giữa đường nữa. Em đang giữa lộ. Em đang giữa lộ là không biết em đặt ở đâu quá luôn. Ủa? Sao Thư Thái ung dung dữ vậy trời? Trời ơi, biết gì lại mua đi cà phê. Ủa, cái lờ á, đút là sót luôn. Trời ơi anh ơi, giờ làm việc á. Giờ này giờ làm việc nè, 11 giờ á, này có mặt không? Bây giờ đúng 11 giờ. Mình đi làm, mình không thu tiền, nhưng mà giờ mình thu tiền. 2000 years later. Tại sao đi trễ? Em nói trễ. Em đi trễ. Kỳ ta phạt mua mỗi người trên xe này một ly rau má nước dừa. Trời ơi, rau má nước dừa. Bà già phải không? Bà già. Bà già. Ủa phải không? Phải loi eo. Là chỉ có loi eo Khánh này. Ủa gì vậy? Em kêu mà. Sao vậy mọi người? Chứ ai kêu? Sao đi đâu xuống đây? Korea. Hello mọi người. Bây giờ mình vào bóng dâm đi. Anh bảo là vào bóng dâm đi. Nói rồi mình nói chuyện. Tự nhiên ta tới Vũng Tàu chứ ta bóng dâm không có dâm. Ủa mọi người, em đang đi Vũng Tàu mà sau này nó cao dốc Đà Lạt. Hello, chào mừng mọi người quay lại đến với Xeno. Và bây giờ mình đang đi đâu ạ? Tụi mình đang có mặt tại ngã tư, đây là đường Hạ Long với lại đây là đường Hải Đăng. Vũng Tàu nha mọi người, Xeno là Vũng Tàu nha. Tụi mình sẽ có một buổi team building 3 ngày 2 đêm. Ủa team building là có giải thưởng thư nào không chị? Có nha, mình đi chạy đúng không? Bây giờ mình đang đi tìm cái địa điểm tiếp theo á. Đây, bà hỏi đây. Cô bán nước xem là có bật cửa trong đây không? Hôm nay là một ngày chủ nhật bình thường. Cái chỗ lên chỗ ở của bọn mình nó kẹt như này luôn này. Bây giờ đây là mọi người đang đi về để cho bọn mình đi lên ha. Kia ông bảo là xe không lên đèo được mà có cái xe y chang của mình vừa đi ra xong á. Sao ok. Mình ở cái chỗ kia nha mọi người ơi, Fusion. Nope. Mọi người thấy có cái xe Sài Gòn đó không? Tụi mình đã tìm được trạm đến đầu tiên đó không? Điểm xuất phát là tí nữa MC sẽ đứng đây và sẽ là trái. Run. Có chưa đủ mệt hay gì? Trời ơi. Hello, giật điện thoại. Ủa chị, thị thợ hả? Sao mặc đồ giống em? Hết lên đi. Quá trời quá đất luôn đẹp. Ôi gì Santorini. Trời ơi đẹp chút kìa. Help me. Con tội gì. Ủa hả? Ủa chạy lên được không? Ê, mình dắt cái xe xuống đi. À lộn được mọi người, mình đi lộn quán cà phê. Đây cửa này mọi người. Chui qua đi. Chui được á. Mà chui ra thôi chó cắn. Có nữa. Rồi chui trước đi. Phải vòng vòng đi, cái vali không vừa. Mình đi vào. Chuyển đồ đi. Chuyển vali đi thông tươi. Khánh ơi, Vũng Tàu cái gì cũng có hết, sao em mang nhiều đồ thế? Mới đổi cái ghế cao hơn rồi. Coi chừng treo cổ rồi. Chết rồi. Khánh à, 4 cái răng nha em. Làm gì cũng phải cẩn trọng, từ từ, từ tốn. À đây là challenge chụp hình qua khung cửa. Tạm sáng. Cái khách sạn này không có cửa chính. Em bao dán Khánh. Camera action. I see you looking at my pee. Cái này rất là đẹp nha. Dừng hình hiệu ứng dừng hình cắt kết. Chị quay anh này lại giùm em đi. Anh đi, anh quảng cáo Samsung mà anh quay iPhone. Trời ơi, đi vào cái cổng chính nè. Ủa sao có leo ngoài vậy? Y như là đi
đi tập huấn vậy á. Ờ gì ta, nhập ngũ cùng sao? Rồi giờ mình quay Sài Gòn đau lòng quá luôn ơi. Không tôi, mình dẫn máy mình nhép trước về thu âm sau. Nhi tao hỏi á là mọi người đi xe hay là đi máy bay tới Vũng Tàu? Đi máy bay nha. Máy bay. Ừ, đi máy bay nè. Tôi mới vừa đáp xuống nha. À. Này là bãi sau hay sao? Chặt cái cây thông đi đi. Tại sao có cây thông ở đây vậy? Noel á. Này là Vũng Tàu hay Đà Lạt? Ê, ra bên kia có biểu phim rồi nhá này. Ai đây? Ai là người chở Thư? Minh Thư. Minh Thư. Cô Đinh Minh Thư. Cô... Tại sao cô lại đến trễ? Tại sao cô lại đến trễ? Đi trễ sướng thế còn được. Ai anh chở lên tận nơi, bọn tôi phải leo trèo nãy giờ luôn. Sợi. Em phải hết pin nữa chứ. Thế á? Ừ, vừa hết pin xong nhắn tin cuối cùng cho Cani. Quá đã. Người con gái sành điệu này mà lại để điện thoại hết pin. Không biết học được cái gì chị Tidi đi mà hả? Chị Tidi học là... Chị Tidi giờ em đi trễ hả? Chị Tidi giờ em đi trễ hả? Ăn học đây đúng không? Tao mệt quá đi. Trời ơi. Ủa. Mùi quế, chết mẹ mùi quế. Này Châu Giang cũng ở đây đúng không? Wow, bây giờ room tour đi, room tour đi. Xa thôi. Morning comes at night. I don't understand. You and I so different now. We are always, always on the edge. Hearts are open wide. Different yet alive. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Gas Channel Vũng Tàu 2022. Đây là trong lúc bọn mình dọn đồ khỏi nhà xong rồi mình sẽ làm một tour cho mọi người xem nhé. Đây là khu vực phòng khách. Phòng ăn nè. Đây là phòng ăn nhỏ thôi, để ăn bạc các cô rồi đi tiếp. Khu vực hồ bơi là khu vực tìm ra giới tính học của mình. Hôm qua là mình là Nguyễn Gia Linh nhảy xuống hồ bơi, xong rồi mình thành Nguyễn Gia Lộc rồi. Thật sự là Nguyễn Gia Lộc. Rồi, ok. Cái gì vậy? Sao tự nhiên có cái áo vải lỗ qua đây đây? Ngọn quá ha, anh ngủ ở bên phòng bên kia luôn. Đây, phòng anh Hoàng túc ở trong. Ôi hay quá ha, cái cân nóc nào hay vậy trời. Đây là khu vực không gian tiếng cười, người rạp hát thật có lứa tại vì luôn luôn tràn ngập tiếng cười tài. Ăn nha, ăn nha. Rồi những người nào mà có sinh nhật thì sẽ được ngủ ở đây các bạn ơi. Phòng này đã được chỉnh trang rất kỹ lưỡng. Hôm qua tôi vào thì nó không có như thế này. Không, nhưng phòng này có view rất đỉnh với cái cửa sổ vô cực. Wow, vô cực, cửa sổ vô cực. Rồi, chúng ta đang nghe. Đừng có đi ra nha. À, lúc đó. Đừng có đi ra. Phát nhiều phòng bên đây. Đừng có đi ra nha. Đây là phòng của Nam Khánh và một ai đó. Cảm ơn em, đừng đi ra nha. Tôi mà khá là sáng. Ố, phòng này khoáng quá nè. Ố, khoáng xí xí hỏi cái tại sao cái phòng này lại treo ghế để anh không vào đây tại sao? Cái này là chung đỏ. Cái này là chung đỏ. Phòng này kiểu như là demo mà có tiếng hát nữa. Còn hát, tiếng hát, sao mà có tiếng vỗ tay đồ nữa. Nè, mình nó vì có thứ đồ á, em hát được kéo hát luôn. Phòng lớn. Mọi người ơi, đây là phòng của những minh tinh. Thôi hả? Em sẽ nổ ví dụ như là Trần Minh Thư. Chờ của Tiến. Trần Phú Tiến. Đại gia bất động sản. Ôi trời ơi. Những cái tên kỳ cường của S Channel chúng ta. Thứ sạch sẽ duy nhất đó là đồ ăn. Nấu kiểu cái tết giường cho nó mọi người. Rồi, đây là một cái anh quay phim nha. Đồ ăn lại rất đầy đủ, dọn gọn gàng. Ủa sao ba người mà nhiều dữ vậy? Mày khóc, ủa là sao? Bảo sao cứ phòng nào cũng mất dép, hóa ra là... Hèn gì? À, hôm nay có hai cô em diễn viên. Hai cô em thể thao này. Chơi thể thao hả? Chơi 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 đánh bóng, đánh bóng. Đánh bóng, đó như là đại nữ, đại nữ. Anh ơi, đưa mày bánh tráng, vừa mới đại mà tự xuống tay linh. Tự nhiên bánh tráng này. Phòng của nhà nào, phòng của ai cũng thấy đồ đầy đủ đồ ăn. Phòng của gia là không còn cái gì hết. Đó. Đây, gói mực này là gia lộc để phòng anh nha. Hả? Anh sao nè? Quay cho mẹ cái hai ca sĩ tóc cho nhiều bộ đó. Vừa đang bụng bụng á, cái này. Hello mấy cường. Để trên đây. Đó, người ta bùm cái rồi người ta gội đầu. Tại sao này nóng dữ lắm. Nên em nằm tắm thôi. Cho tiện, cái ô kia kìa để lên. Nhưng mà đấy, có link vào để thử xem có mới được không.
Thế trời ơi, phòng này có view. Trời ơi, tài trợ khá ha, trời ơi, phòng đẹp nhất luôn. Phòng có 2 giường. Vừa có view, xong rồi á, nội thất này rất là đẹp luôn. Trời ơi, nội thất roi ồ, để dán cửa. Wow. Đây, phòng của Edith Vân Vân và Nhi Thanh. Nếu mà có lối đi vào. Ôi, phòng này cũng xịn mà. Phòng này cũng xinh. Trời ơi. Em thì sao mà có hai bồn nữa? Ủa vậy hả? Cái bồn Minh Ngọc hay không có hả? Bạn quen hả dạ? Có ở không vậy? Liên quy với lại ôi, sao trong đây cái gương nhìn nó không xịn với bà? Nhìn nó ra ngoài nghe nhá, cái phòng này chơi chiếc tù đẹp quá anh. Ừ, đấy. Cũng phòng nào xấu như phòng mình hết trơn. Phòng này rất đẹp và gọn gàng, những người gọn gàng thì đều phòng đẹp. Wow, đây là một cái ban công view biển rất đẹp nha mọi người. Hướng hành linh ra là phụ hồ luôn á. Đây là view biển nha mọi người. Chung là ở đây nó quá là rộng nên là cũng đang mọi thứ cũng đang sợ. Phòng số 11. Này, nhìn hết hồn luôn, tự nhiên cái ốc viết vậy. Phải chỉ qua góc rộng mới quay mới hết được cái phòng này. Trời ơi, oh my god, có cả tranh này trời. Sáng nay mọi người họp ở đây á, mở lớp yoga ở đây nha. Thì uống thì bán. Bằng giá, xem bằng giá đi. Một tờ long bi 20 nghìn rẻ mà. Ờ rẻ mà, snack cũng 20 nghìn. Anh ba, ngoài đây nó có đồ. Ủa anh? Anh cái này tính tiền á, cái tờ lấy cái phòng này bị tính tiền hả? Ừ. Anh biết gì đâu. Ủa, cái bình này hết nhiêu? 10 nghìn. À, rồi lấy cái phòng này bị trả phí mà không biết, tôi chưa từng ăn cái bình snack cà chua nào hết trơn á. Alo. Phòng nào gõ cửa đại đi. Alo. Xin được gặp lại các bạn thân mến. Vâng ạ. Alo. Editor đâu ạ? Editor đâu? Xin gặp anh editor xuống ngồi đây ạ. Alo. Tôi cho mọi người đang nghe đi quý vị. 3 2 1 Sao vào. Ra cổng cổng cửa đại. Xin mời bé Nguyễn Vũ Hà đến cổng số 1 có người nhà đợi. Ủa gì vậy? Xin mời bé gì vậy? Xin mời bé mẹ bây giờ bọn mình sẽ đi ra hồ bơi để ăn tiệc là đồ fine dining đâu. Ra hồ bơi ăn nào. Thì mình sẽ có một bể sốt gà. Trời ơi, em giống đại gia quá bé. Mọi người đã bao giờ ăn sáng trên bể bơi chưa ạ? Nào lại quay múc beng là cái này. Cái này là cho tất cả mọi người đúng không? Cho cả đoàn luôn đúng không? Không tốt. Đây mọi người. Nó như bụng đấy vậy á. Ê mọi người quay lại cái góc nhà quan nè, em trên tay ăn bụng đấy. Trời ơi, ở Sài Gòn không có gà rán nha mọi người, đi ra tới Vũng Tàu ăn gà rán. Gà này là nó uống nước biển, nó rất là mặn mòi. Trời ơi. Yo. Bà ơi, mọi người dẹp bớt xương thôi, người sau ăn. Nãy tụi em hỏi anh lái xe là đến Vũng Tàu ăn gì, các anh bảo ăn Lotte. À, nên mình ăn đi anh. Ủa, mọi người là đến ban nãy 2 giờ mới đến. Vừa đến đúng không? Như Nam Hánh nói là gà Lotteria ở Vũng Tàu ngon hơn ở Sài Gòn rất là nhiều. Và Edith của team Văn Hành bỏ ra đây là theo đạo Lotte đúng không? Popcorn này ở trên Vũng Tàu chỗ nó mềm cứ kêu. 3, 2, 1. Ủa Khánh ơi, bơi gì kỳ vậy? Sao ngửa cái mặt lên trước? Rồi xong rồi. Là boss rồi. Trời đất ơi, người ta bơi sải đó mà đó. Thiệt gì? Sách vali rời khỏi nhà chung. Sao từ Mr. Sport chạy xoay The Face hả? Em biết là khi mà một người mới tới thì chắc chắn là sẽ có vài người bị loại ra mà. Không phải, tôi đó cho nên đòi. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị. Trời ơi.
không con này. Chúc mừng em, con này nó mới ói xong. Nó sao á? Lố thiệt nha. Đi Vũng Tàu mà lố nha, thằng Khánh nó đã lố rồi. Chúc mừng. 180 ngàn là đâu? Rồi, Bellman đưa lên nào. Anh là Bellman ở đây nha. Ở đâu em? Dở, đang tay rửa bát hả? Nhớ bo cho anh Bellman 50 nha.